Xin chào quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bất động sản ngày hôm nay của Nhung. Và vị trí Nhung đang đứng đây tiếp tục lại là con đường Trần Quang Khải. Con đường chỉ có một chút đoạn ngắn nối dài từ Nguyễn Thuật và đi ra mặt biển thành phố Nha Trang. Nếu mà ai đã coi những cái series của Nhung rồi sẽ biết là trên mặt đường Trần Quang Khải này Nhung có rất là nhiều các sản phẩm bất động sản lớn nằm tại đây. Và hôm nay cũng vậy, không ngoại trừ gì hết, có thêm một cái sản phẩm bất động sản nữa Nhung muốn giới thiệu đến quý vị, đó chính là một cái sản phẩm bất động sản có bề ngang là 7m và tổng diện tích là 164m² với giá bán là hơn 52 tỷ. Hiện tại bây giờ là 16 giờ 35 phút buổi chiều. Quý vị có thể nhìn thấy cái lượng khách du lịch cũng như là cái sự sầm uất ở trên cái con đường Trần Quang Khải này nha quý vị. Với cái giá là 320 triệu một mét vuông là quý vị có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và bề ngang tương đối là rộng, Nhung đánh giá là tương đối là rộng, ngang 7 và nó là hai mặt tiền. Mặt tiền kia thì nó là một con đường rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ được cái không gian là thoáng. Và mặt bằng đó bây giờ đang cho thuê, Nhung không tiện quay, cho nên Nhung chỉ đọc thông số cho quý vị nha. Ngang 7, tổng diện tích là 164m² với giá bán là hơn 52 tỷ, nằm trên trục đường Trần Quang Khải, khu phố Tây, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và chỉ có 200m là đi ra tới biển nha quý vị. Đó là những cái thông tin mà Nhung cung cấp trong cái bản tin bất động sản ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì bên Nhung có nhận mua bán ký gửi các bất động sản lớn nhỏ khác tại trung tâm thành phố Nha Trang. Và đặc biệt rằng là làm theo đơn đặt hàng của quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thì hãy kết nối với Nhung. Nếu ai đang xem được cái video này cũng có thể có anh chị em bạn bè hay là người thân có nhu cầu về sở hữu các bất động sản ở thành phố Nha Trang cũng có thể kết nối với Nhung để nhận thêm thông tin chi tiết. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay Nhung xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.